Thân mến chào quý vị và các bạn, chúc quý vị và các bạn ngày mới làm việc thật hiệu quả. Video ngày 27 tháng 12 năm 2023 mình xin được làm video thực tế nút giao quốc lộ 80 và đường vào giã cao tốc Mỹ Thuận 2 Cần Thơ cho quý vị được biết. Và mình xin phép được nói qua về những hình sơn vạch kẻ đường cho quý vị cùng tham khảo ạ. Chắc nhiều quý vị thì biết rồi, còn có một số quý vị chắc chưa biết ạ. Mình đang đi từ trên cầu Mỹ Thuận xuống và đang hướng về Sa Đéc, rồi sẽ lên cao tốc và đi lên cầu Mỹ Thuận 2. Rồi lại đi xuống quốc lộ 80 ở hướng ra khỏi cao tốc thưa quý vị. Khi mình đi qua gần hết cầu cái, đôi, sẽ có hình mũi tên như trước màn hình quý vị đang theo dõi ạ. Còn những hình thoi này thì nhằm cảnh báo cho người điều khiển phương tiện biết là xe đang lưu thông. Đến nơi có vạch dành cho người đi bộ cần chú ý quan sát ưu tiên cho người đi bộ qua đường. Và hai làn sát bên trái có, mũi tên chỉ về bên trái là dành cho phương tiện rẽ trái vào cao tốc. Tại vị trí này có một vạch rẽ trái và ba vạch mũi tên đi thẳng nhằm chỉ dẫn phương tiện muốn rẽ trái thì phải đi sát làn bên trái, công ba làn còn lại sẽ đi thẳng. Đường vào cao tốc để đi lên cầu Mỹ Thuận 2 sẽ có 8 làn đường và 2 giải phân cách ở giữa ạ. Hai làn sát phía bên trái là đường dân sinh, còn 3 làn tiếp theo sẽ là đường ra khỏi cao tốc hướng từ Cần Thơ ra quốc lộ 80 được phân chia bằng giải phân cách cứng. Và 3 làn tiếp theo sẽ là đường vào cao tốc hướng lên cầu Mỹ Thuận 2 và cao tốc Trung Lương. Ba đường được phân chia tách biệt và đường dân sinh được tách biệt với đường vào ra cao tốc bằng hệ thống hàng rào sắt thưa quý vị. Còn vạch chỉ đường xưởng cá này có ý nghĩa là nhắc người điều khiển phương tiện biết, chuẩn bị nhập dòng chú yếu quan sát. Tại vị trí này có vạch kẻ đường nét đít, ngắt quãng là nhằm mục đích nhắc tài xế vị trí có thể chuyển làn. Còn chỗ này là vạch liền cấm chuyển làn thưa quý vị. Vạch mũi tên thể hiện đi thẳng thưa quý vị.
Hôm nay là ngày thứ 2 thông xe của cầu Mỹ Thuận 2 và cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ thưa quý vị. Bên kia là cầu Mỹ Thuận hiện hữu, sau khi cầu Mỹ Thuận 2 thông xe thì lưu lượng xe lưu thông qua, cầu Mỹ Thuận giảm đi đáng kể thưa quý vị. Mới thông xe được 2 ngày nên chắc nhiều bác tài còn chưa biết. Theo như mình thấy thì trong vài ngày tới số phương tiện lưu thông qua cầu Mỹ Thuận 2 sẽ nhiều hơn ạ. Và mình cũng thông báo cho mọi người biết là xe chạy từ An Thái Trung qua cầu Mỹ Thuận 2 và xuống quốc lộ 80 hoàn toàn miễn phí thưa quý vị, không thu phí nha. Và bây giờ mình bắt đầu đi xuống cao tốc và ra quốc lộ 80. Tại vị trí này thì có biển chỉ dẫn rất rõ ràng ạ. Tại vị trí này là bắt đầu có sơn vạch chỉ đường bắt đầu chuyển làn ạ. Và vạch kẻ xương cá này sẽ khác phía vào cao tốc nhé, bên kia là chỉ dẫn nhập dòng còn, bên này sẽ là phân chia dòng, phân làn nhé. Và đi theo lối này sẽ là ra khỏi cao tốc và ra quốc lộ 80 nhé. Và làn bên phải kia là làn vào cao tốc từ quốc lộ 80 hướng về Cần Thơ ạ. Vạch màu vàng này nhằm cảnh báo cho người điều khiển phương tiện biết phía trước có người đi bộ và vận tốc chạy dưới 60 km/h. Tại vị trí này bắt đầu có sơn vạch chuyển làn ạ. Như mũi tên chỉ dẫn thì làn giữa xẻ được phép rẽ trái và rẽ phải thưa quý vị, còn làn bên trái xẻ rẽ trái và làn bên phải sẽ rẽ phải, rẽ trái xẻ về Sa Đéc còn rẽ phải sẽ về Vĩnh Long thưa quý vị.
Theo như mình đi thực tế thì nút giao quốc lộ 80 rất dễ đi và dễ biết à. Còn ý của quý vị như thế nào? Hãy comment cho mình biết nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video lần sau.